Mbappe làm sập trang web của Real Madrid. Kylian Mbappe làm sập trang web của Real Madrid khi người hâm mộ đua nhau mua áo đấu trị giá 160 bảng Anh của Anh. Người hâm mộ đã nhanh chóng đặt mua áo đấu của Kylian Mbappe tại Real Madrid, khiến website bán hàng của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha này bị sập. Đội trưởng đội tuyển Pháp Mbappe sẽ chính thức ra mắt với tư cách là cầu thủ của Real Madrid vào tuần tới. Kylian Mbappe đang chứng tỏ sức hút với người hâm mộ Real Madrid sau khi những chiếc áo đấu có tên anh ở câu lạc bộ đã bán hết trong thời gian nhanh kỷ lục. Đội trưởng đội tuyển Pháp Mbappe sẽ chính thức ra mắt với tư cách là cầu thủ của Real Madrid trong một sự kiện được tổ chức vào thứ ba tuần sau 16 tháng 7 giờ quốc tế, sau khi anh gia nhập câu lạc bộ dưới dạng chuyển nhượng tự do từ PSG, sau khi tuyển Pháp thua ngược Tây Ban Nha 1-2 ở bán kết Euro 2024. Tiền đạo người Pháp Mbappe sẽ đến Tây Ban Nha chuẩn bị cho lễ ra mắt câu lạc bộ Real Madrid. Nhiều năm ở Paris chứng kiến Mbappe khoác lên mình chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, Mbappe sẽ mang số áo khác tại Real Madrid sau khi Vinicius Junior không nhường chiếc áo số 7 cho anh. Thay vào đó, Mbappe sẽ mặc áo số 9, giống như số áo mà Cristiano Ronaldo đã mặc trong giai đoạn đầu khoác áo Real Madrid trước khi CR7 lấy lại áo số 7 sau đó. Cửa hàng trực tuyến chính thức của Real Madrid đã sập khi người hâm mộ đua nhau đặt mua áo đấu của Mbappe, tờ Marca Tây Ban Nha đưa tin. Một chiếc áo đấu chính hãng có khắc tên nhà vô địch World Cup 2018, ở mặt sau sẽ có giá là 160 bảng Anh và đơn hàng dự kiến sẽ mất 6 tuần để giao. Ngược lại, những chiếc áo có tên Jude Bellingham hoặc Vinicius Junior được giao trong thời gian chưa đầy một tuần. Tuần tới, dự kiến sẽ có rất đông người đến Santiago Bernabeu để chứng kiến lần đầu tiên Mbappe chính thức ra mắt với tư cách là cầu thủ của Real Madrid kể từ khi hoàn tất vụ chuyển nhượng. Cầu thủ 25 tuổi người Pháp đã là mục tiêu của Real Madrid trong nhiều năm. Real Madrid từng đưa ra mức phí chuyển nhượng hàng trăm triệu bằng nhằm mua Mbappe, nhưng PSG từ chối. Sau đó, Mbappe ký hợp đồng mới ở lại PSG thêm 2 năm. Cuối cùng, Mbappe quyết định không kéo dài thời gian ở lại thủ đô Pháp và anh chuyển đến thủ đô Tây Ban Nha, nơi anh sẽ theo bước thần tượng của mình là Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe có thể sẽ có trận ra mắt không chính thức cho Real Madrid trong chuyến du đấu vào mùa hè của đội tới Mỹ, nơi họ sẽ chơi các trận giao hữu với AC Milan, Barcelona và Chelsea. Trận ra mắt chính thức của Mbappe là trận chung kết siêu cúp châu Âu gặp Atalanta tại Warsaw vào ngày 14 tháng 8.